trại tạm giam Lệ Chi. Luật sư La, bà bả sao rồi? Tim bà ấy không sao chứ? Không sao, còn đập. Nhưng tình trạng của chú tệ hơn đó. Ý của luật sư là vụ án của chú được giao lên tòa án tối cao. Nếu tội mưu sát của chú thành lập, nhất định bị phán tù chung thân. Tù chung thân? Có nghĩa là phải ngồi tù suốt cả đời. Sau này không được ra ngoài như vợ của tôi rồi. Với tuổi tác của chú bây giờ, nếu như bị phán tù chung thân thiệt, khả năng này rất là lớn. Do nhân vật mấu chốt trong vụ án này là chú, lại là bị cáo thứ nhất, cho nên bất kể là bên khống hoặc là luật sư biện hộ của bà Mã đều nghĩ mọi cách tìm chỗ hở của chú để công kích chú. Cho nên là tôi hy vọng chú hãy kể lại quá trình giết người và chuyện trước đó một cách thật rõ ràng cho tôi nghe. Tôi đã kể rồi. Tôi chỉ là ra mặt giùm bà Mã thôi, để mới đi hỏi tội cô gái đó. Chú chỉ là tài xế của bà Mã thuê về thôi, tại sao phải ra mặt giùm cho bà ấy? Nói thật chứ, tôi không trình độ, không thông minh. Bà Mã chịu cho tôi theo bà nhiều năm như vậy, hơn nữa mỗi năm đều tăng lương, cuối năm lại phát lì xì. Bà Mã biết vợ của tôi bị bệnh ở dưới quê, còn bỏ tiền bỏ sức mua đồ bổ cho tôi. Làm chủ được như vậy cũng là có tình có nghĩa rồi. Nó coi bà Mã như là cha mẹ tái sanh của tôi vậy đó. Hồi nãy chú nói là vì ra mặt giùm cho bà Mã mà đi hỏi tội cô gái đó. Chú kể tiếp đi. Tôi nhớ có một hôm, tôi lái xe đưa bà Mã đến nhà ở Cửu Long Đường. Nào ngờ khi chúng tôi tới biệt thự thì thấy trợ lý của ông Mã, cũng chính là Hồ Lý Tinh thường thu bình đó, cô bước ra từ cửa biệt thự, tóc tai rối bời, còn vừa đi vừa sửa lại áo nữa. Khỏi hỏi cũng biết, chắc chắn đã làm việc đó với ông Mã trong biệt thự rồi. Bà Mã nhìn thấy rất giận, nhưng lại không muốn gây lớn chuyện, cho nên không có hỏi tội ông Mã ở đó. Sau đó bà Mã hẹn riêng Thường Thu Bình ra gặp mặt, khuyên cổ rời khỏi ông Mã, còn chuẩn bị sẵn tờ chi phiếu để đuổi cổ đi nữa. Đâu ngờ Hồ Lý Tinh đó không có chịu, còn nói gì đó với bà Mã nữa, là bà Mã giận đến tát cổ một cái. Sau đó ngày nào bà Mã cũng rửa mặt bằng nước mắt, khóc kể lể với tôi, nói là cô gái đó không chịu nhận chi phiếu của bà, còn nói là bà Mã đã già nhăn nheo không thể đấu với cổ, cổ sẽ làm đến ông Mã ly dị với bà mà cưới cổ. Tôi nghe xong rất giận. Tôi cảm thấy bà Mã rất là tội nghiệp, không ai giúp được bà hết. Bà Mã nói với tôi ân trọng như núi vậy, tôi phải trả ơn. Cho nên tôi nói với bà Mã là sẽ ra mặt giùm cho bà, tôi phải ngăn cản cô gái đó quyến rũ ông Mã. Tôi đến đợi dưới lầu nơi Thường Thu Bình làm việc, vừa thấy cổ xuất hiện liền nói ông Mã muốn gặp cổ, dìu cổ lên xe. Không phải ông Mã muốn gặp tôi sao? Ông Mã đâu? Tôi cảnh cáo cô đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của ông Mã nữa, bằng không tôi đánh nát mặt của cô. Nào ngờ cuối cùng tôi đã giết cô ấy. Nào ngờ cuối cùng tôi đã giết cô ấy? Sao gọi là nào ngờ cuối cùng tôi đã giết cô ấy vậy? Vậy nghĩa là cuối cùng tôi đã giết cổ đó. Chú Căng à, vừa rồi tụi con nghe rõ ràng chú nói chỉ là muốn hù nạn nhân thôi. Nhưng mà ở trong đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho chú giết cổ vậy? Căn cứ theo khẩu cung mà chú cho cảnh sát trước đây, chú nói bà chủ chú cũng tức là bà Mã từng gọi điện thoại cho chú trước khi vụ án xảy ra, biểu chú giết chết nạn nhân. Vậy rốt cuộc bà ấy đã nói gì trong điện thoại vậy? Lúc đó tôi sợ quá nên nói bậy bạ thôi. Bà Mã là người tốt đó, bà ấy rất tốt với tôi. Luật sư La, tôi có thể xử lời khai trước đó với cảnh sát không vậy? Này anh. Xin lỗi sếp. Nè, ngồi xuống, bình tĩnh đi. Tôi biết là bà Mã có ơn với chú, cộng thêm á, hôm qua bệnh tim của bà ấy tái phát, chú nghĩ là chú hại bà ấy, chú cho là mình lấy oán trả ơn, cho nên chú muốn chịu thay bà ấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là một mạng người, chuyện gì cũng phải để qua một bên đúng không? Chú có hiểu hay không? Chú cứ nói là chú không có cố ý giết người, nhưng lại không nói được cuối cùng vì sao chú lại giết người. Như vậy tôi rất khó giúp chú. Hay làm vậy đi chú Căng à, nếu như chú thực tình có nỗi khổ gì đó, hay là để chúng tôi thông báo cho vợ chú ở dưới quê cho bà ấy đến thương lượng với chú. Không được, mấy người đừng có cho vợ của tôi biết. Ngồi xuống đi. Chú Căng à, chú Căng bình tĩnh đi. Chúng tôi không báo cho vợ chú biết. Ngồi xuống, bình tĩnh đi.